Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Nguyễn Khánh sẽ đưa lên hai dòng sản phẩm. Một là sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, hai là sản phẩm được nhập khẩu. Vậy, mỗi sản phẩm này có ưu nhược điểm như thế nào? Thì hôm nay Nguyễn Khánh lên chi tiết để cho quý vị nắm bắt được. Đây là dạng tấm tôn quý vị nhé. Tôn này người ta gọi là tôn xốp hay là tấm panel. Công dụng của nó là dành cho ốp tường và ốp trần. Khổ của nó là 37 cm quý vị nhé. Khổ rộng là 37 cm. Độ dày này của nó là hiện tại là 16 ly. Và chiều dài của nó là cắt theo yêu cầu 1 mét. Dài tới 10 mét, 11 mét đều được. Và đương nhiên nếu như quý vị cắt dài theo sở thích của mình thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái xe vận chuyển. Nó là dạng xe lớn. Mà khi chúng ta sử dụng xe lớn thì đương nhiên là cái chi phí vận chuyển nó khá là cao. Cho nên quý vị cân đối để cắt cái chiều dài làm sao cho nó phù hợp nhà mình cũng như để hạn chế cái chi phí vận chuyển. Tấm này thì hàng Việt Nam sản xuất, giá thành khá là rẻ và tấm này được áp dụng ốp cho khu vực trần nhà cũng như là ốp tường quý vị ạ. Đấy. Sản phẩm có khả năng chống nóng quý vị nhé. Bên ngoài này nó là một lớp tôn này nó có độ dày là 0.28. Và cái lớp này là lớp xốp quý vị nhá. Xốp này gọi là lớp form BU quý vị. Cái BU này nó rất là quan trọng này. Cái BU này nó có tác dụng là cách âm và cách nhiệt rất là tốt. Và tùy theo cái loại BU thì mỗi BU nó có cái khả năng chống cháy khác nhau. Có cái thì cháy mình kiểu là mình đốt trực tiếp thì nó cháy xém đen. Nhưng mà khi mình tắt cái ngọn lửa đấy thì nó tắt theo. Đấy. Còn có cái là mình chấm lên, mình đốt lửa lên thì nó cháy một chút xíu thì nó sẽ tắt. Thì nó tùy theo chất lượng cái này mà cái khả năng chống cháy nó khác nhau. Nhưng đa số là sản phẩm PU chống cháy. Còn bên ngoài này thì nó có một lớp form bạc để cho nó làm đẹp cái bề mặt. Ví dụ như chúng ta ốp trần đấy, hay này nọ thì nói chung là ốp tường, ốp tuống thì nó không một mặt này nó nhìn nó sạch sẽ quý vị nhé. Đấy. Còn vấn đề là cái chính của nó là cái tấm tôn vân gỗ như này. Thì hiện tại nó có 4 màu quý vị nhé. Nó có 4 màu như này để mình lên chi tiết cho quý vị. Và đây là 4 màu được sản xuất tại Việt Nam quý vị nhé. Hàng sản xuất tại Việt Nam. Này là màu vân gỗ này. Cái này cũng là vân gỗ sồi quý vị nhé. Vân gỗ sồi. Cái này cũng là vân gỗ lạt hơn chút xíu này quý vị này. Sồi Nga. Và đây thì là màu trắng rồi quý vị nhé. Màu trắng thì nó có trắng sọc và trắng trơn. Cái mục đích người ta làm những cái gân sọc này này. Để cho nó có cái độ cứng. Để nó có mức độ chịu lực tốt hơn thôi. Đây là dạng hoa văn quý vị nhé. Hoa văn thì nó có hoa văn xám này và một cái loại hoa văn nữa là màu xanh. Đấy, về cốt nhựa hay lớp tôn thì giống nhau, y chang nhau luôn quý vị nhé. Đấy, thì hàng sản xuất tại Việt Nam và cắt theo yêu cầu. Đấy, còn thi công cái này rất là dễ quý vị này. Nó thiết kế một cái này, hèm này là hèm dương này, hèm này là hèm âm quý vị nhé, hèm âm. Và khi thi công lắp ghép á, thì chúng ta cũng dùng tấm như này quý vị này, ghép nó này, ghép vào nhau thế này quý vị nhé. Đấy. Ghép vào nhau và cái này là chúng ta bắt vít này. Bắt vít từ đây, bắt vít trực tiếp vào các cái hệ khung xương, bắt vào tường, bắt vào trần. Rồi sau khi đó chúng ta dùng tấm thứ hai chúng ta ghép vào và khi ghép như này thì nó hoàn toàn che đi toàn bộ những cái đầu vít của cái tấm thứ nhất và cứ như vậy chúng ta hoàn thiện thi công hết công trình quý vị. Thi công lắp đặt thì rất là dễ rồi, cắt theo yêu cầu nữa rất là phù hợp cho những cái nhà quý vị có diện tích quá khổ. Và đặc biệt quý vị lưu ý nhé, đối với lại dòng cắt theo yêu cầu thì cái xe vận chuyển là dùng xe lớn cho nên cái chi phí vận chuyển nó khá là cao. Cho nên quý vị cân đối cái chiều dài để làm sao mà hạn chế được cái vấn đề vận chuyển. Tiếp theo đây là dòng sản phẩm đặc biệt quý vị này. Đây, nó cũng là hoàn toàn là dùng bằng tôn xốp quý vị nhé. Đây là hàng nhập khẩu và nó thật với quý vị đây là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Và sản phẩm này nó lại thuộc dạng cao cấp hơn hàng Việt Nam rất là nhiều. Cao cấp hơn hàng Việt Nam. Hàng này về khả năng cách âm, cách nhiệt y chang nhau. Nhưng nó khác nhau một cái là gì? Nó hoàn toàn khác nhau ở lớp tôn quý vị nhé. Đây, cái tôn này. Cái tôn này là nó dày là 0.3 quý vị nhé. 0.3. Có nghĩa là rất là dày và rất là cứng rồi đó quý vị nhé. Dày, cứng. Quý vị nhìn. Cái tôn nó rất là dày và cứng. Và đây cũng là một lớp form BU quý vị nhé. Bên ngoài này cũng phủ một lớp bạc. Ở trong cái lớp bạc này thì nó có các cái sợi polycarbon này. Để nó làm cái vấn đề là nó hạn chế khả năng biến dạng của cái này.
Và cái điều đặc biệt nữa đối với dòng hàng Trung Quốc này này, thì toàn bộ cái bề mặt này của nó, quý vị này, toàn bộ cái bề mặt của nó cam kết, nhà máy cam kết rằng là gì, khi chúng ta ốp ở khu vực ngoài trời, cam kết với quý vị là 10 năm thì cái khả năng bay màu hay là bạc màu của nó chỉ có 5% thôi. Nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà đổi ngược lại thì giá thành của nó khá là cao, quý vị nhé, giá thành khá là cao. Thì về cái kích thước của nó thì cũng là 37 cm, quý vị nhé, 37 cm, và độ dày là 18 ly, quý vị nhé, 18 ly, và chiều dài của nó là 2,9 m. Chiều dài của nó cố định chỉ có 2,9 m thôi, chứ nó không được giống như hàng Việt Nam là cắt hệ yêu cầu. Đấy. Nhưng mà nó được cái này, cái phần kẽm của nó tuyệt vời, nó sơn nó mạ rất là ok luôn. Nó đảm bảo với mình là gì, 10 năm cái độ bay màu của nó chỉ có 5%, và sản phẩm bảo hành 5 năm là không bị rỉ sét. Ghê không? Đó, rất là ghê luôn đấy quý vị. Độ sắt của nó thì cứng quý vị nha, rất chi là cứng luôn. Đấy, và màu sắc thì khá là đa dạng. Bây giờ mình sẽ lên chi tiết các cái màu sắc của hàng Trung Quốc để cho quý vị xem. Và mình sẽ chi tiết về giá để cho quý vị tham khảo quý vị nha. Đây, một là màu vân gỗ. Màu sắc thì khá đẹp rồi. Đây là màu vàng chói lóe luôn quý vị nha. Vàng sọc gân. Lớp kẽm này quý vị nhìn này, đấy cái lớp kẽm này quý vị, lớp thép tôn này rất là dày quý vị nha. Dày lắm. Đấy. Tất cả những cái hàng của nó thì nó cứng hơn hàng Việt Nam rất là nhiều. Sờ rất là cứng. Đây, sọc xanh quý vị nha. Sọc xanh. Ồ, màu xám rất là đẹp luôn quý vị. Quý vị cầm trên tay thôi là cảm giác là rất là cứng, chắc chắn. Nhưng mà đổi lại, nó có giá của nó hơi chua. Bây giờ mình công khai luôn cái giá của nó như này nhá. Nguyên về giá tấm thôi quý vị nhá. Giá tấm này chưa bao gồm chi phí vận chuyển, chưa bao gồm là phụ kiện nẹp. Là giá là 380.000 cho 1 m². Quý vị nhá, 380.000 cho 1 m². Đấy. Ngoài ra nó còn có một số cái màu đặc biệt của nó giá càng cao hơn nữa. Nhưng mà giờ mình cứ tính trung bình đi là 380.000 cho 1 m². Giá thành khá là cao. Nhưng mà đổi lại thì hàng thì đẹp. Mẫu mã đẹp. Chất lượng cứng cáp. Đấy. Còn nếu mà so sánh quý vị nhá, nếu mà so sánh giữa cái tấm tôn ốp ngoài trời này và một số những cái sản phẩm gỗ nhựa ngoài trời hay là tấm con gút ngoài trời, thì tùy theo sở thích quý vị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm nào theo sở thích. Nhưng cá nhân Nguyễn Khánh đánh giá thì cái tôn này thi công lên rất đẹp, và cái độ màu của nó bền màu hơn, chắc chắn hơn, dễ hơn, nhanh hơn, nhẹ hơn. Nói chung nó có rất là nhiều yếu tố, và nó đã có cái lớp form này thì cái mức độ là cách nhiệt, cách âm của nó khá là tốt quý vị ạ. Khả năng cách âm, cách nhiệt, chống cháy tuyệt vời. Bên Nguyễn Khánh đã khả năng test thử cái khả năng độ chống cháy của nó rồi quý vị nha. Màu sắc đẹp quý vị nha, màu sắc rất đẹp luôn. Vân gỗ tuyệt vời. Đây. Đấy. Thì nếu mà nói về giá thành để mà làm những căn nhà tiền chế, ví dụ như là mình so sánh với các cái sản phẩm đang phổ biến ở thị trường đi, như là tấm gỗ nhựa ngoài trời hay là tấm con gút, thì sản phẩm này nó vẫn là dòng sản phẩm rẻ nhất. Về cái màu sắc của nó khá là chuẩn, vân gỗ khá đẹp, thi công dễ, nhanh, ai cũng thi công được. Mình đánh giá cao về cái dòng sản phẩm này. Còn đối với lại quý vị thì tùy theo quý vị có nhu cầu hay có sở thích, quý vị hãy lựa chọn cho mình những sản phẩm sao cho phù hợp. Sản phẩm này thì giá so với lại hàng Việt Nam thì cao hơn rất là nhiều. Nói chung là quý vị nhé, cao hơn rất là nhiều. Nhưng nói về vấn đề độ thẩm mỹ hay độ chất lượng cũng như là cam kết giữa nhà sản xuất với lại khách hàng, thì người ta cam kết với mình là 10 năm độ bay màu chỉ có 0,5%. Như vậy là khá là tốt, ổn định quý vị nhé. Vậy là tuyệt vời đấy. Ngoài trời mà giữ được cái màu sắc được như vậy là tuyệt vời luôn rồi. Đấy. Thì đó là một số những cái chia sẻ về tấm tôn xốp ốp tường đấy, giữa hàng Trung Quốc và hàng Việt Nam. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ như vậy để quý vị tham khảo. Quý vị có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với lại Nguyễn Khánh. Số điện thoại 0948743274. Một lần nữa, Nguyễn Khánh xin chân thành cảm ơn. Quý vị có nhu cầu hãy liên hệ với mình. Và cuối video thì mình cũng xin quý vị cho Nguyễn Khánh xin một nút like cũng như là chia sẻ video. Đặc biệt hãy nhấn nút theo dõi kênh để mình thường xuyên cập nhật những mẫu mã và những sản phẩm mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.